Hầu hết các bạn không biết điều này cho nên khó tránh khỏi cái tình trạng đau lưng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Quang Huy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn về một cái lý do nó rất là ngờ nghệch, rất là đơn giản mà không phải ai cũng biết, nhưng nó gây tác hại vô cùng lớn đối với lưng, đối với xương khớp của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì tôi biết rằng hiện nay cuộc sống của các bạn, cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu đến các vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Và chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Và thường thường mọi người sẽ nghĩ là các cái vấn đề về xương khớp, về cột sống, về nói chung là bệnh thì nó sẽ rất là tốn tiền. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ mách cho các bạn một cái mẹo rất là đơn giản thôi, mà ai cũng có thể làm được để không bị mất tiền khi mà chúng ta vào viện. Chúng ta sẽ giảm thiểu những cái tình trạng bệnh lý của chúng ta, mà nếu chúng ta biết điều này chúng ta sẽ khắc phục cách rất là đơn giản. Đó là tư thế ngồi. Cái tư thế ngồi của chúng ta, nếu như ngồi sai tư thế, ngồi không đúng tư thế, nó gây đau lưng là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Tôi đã nói rất nhiều trong các video trước và nó gây thêm rất nhiều các cái bệnh lý khác. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn, bởi vì là cái tư thế ngồi là mọi người hay bị gọi là vô thức của chúng ta hành động và nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Đúng không? Cái tư thế ngồi thứ nhất đó là tư thế ngồi chúng ta ngồi khoanh chân và ngồi đè lên chân của mình á. Thì khi mà chúng ta đứng dậy chúng ta sẽ cảm giác nó tê một bên chân, đúng không? Bị tê một bên chân và không cử động được. Thì đó là do khi chúng ta ngồi chúng ta đè lên chân của mình thì nó chèn ép vào cái tĩnh mạch, nó gây ra không lưu thông được máu huyết. Và nếu chúng ta ngồi liên tục hoặc là ngồi thì như vậy nhiều lần như vậy thì nó sẽ gây ra các cái bệnh, ví dụ như là tĩnh mạch ở chân nó sẽ bị tích tụ dịch, đúng không ạ? Dẫn đến bệnh tích mạch, bệnh suy tĩnh mạch hay là tĩnh mạch mãn tính. Đó. Và tư thế ngồi thứ hai đó là tư thế ngồi vắt chéo chân. Đây là một tư thế ngồi điển hình của các chị em phụ nữ, bởi vì tư thế ngồi này nó vừa che cái khuyết điểm khi chị em mặc váy và nó cũng sexy, đúng không ạ? Nó cũng duyên dáng. Nhưng cái tư thế ngồi này nếu như cái chị em phụ nữ không để ý, nó sẽ rất là nguy hại đến xương chậu của chị em phụ nữ. Bởi vì khi chúng ta ngồi vắt chéo chân như vậy thì nó sẽ hình thành nên cái tư thế là một bên cao một bên thấp. Và nếu như thường xuyên ngồi như vậy thì nó dẫn đến hoạt động nó phát triển lệch và khi đó thì nó rất là nguy hiểm và phiền phức. Cái thứ hai nữa đó là khi chúng ta ngồi cái tư thế vắt chéo chân này thì nó rất dễ gây tình trạng bị đau thắt lưng và đau phần cổ vai gáy. Bởi vì sao lại thế? Mọi người bảo tôi ngồi thì có liên quan gì đến lưng đâu, đúng không ạ? Ngồi vắt chéo chân chẳng liên quan đến lưng cả, tại sao lại đau? Bởi vì khi chúng ta ngồi vắt chéo chân như vậy thì cái cơ của chúng ta nó sẽ bị kéo lệch vào bên, cái cột sống của chúng ta nó sẽ bị lệch vào bên và nó sai tư thế. Khi ngồi lâu như vậy nó gây tình trạng bị lệch cột sống, bị vẹo cột sống hay bị thoát vị đệm, nó là điều hiển nhiên rồi. Đó, và nó chèn ép vào các dây thần kinh, nó gây các cái chứng các triệu chứng của nó là đau, đúng không? Đau ê buốt và rất khó cử động. Đó. Đấy, tư thế thứ ba đó là tư thế ngồi thõng người trên ghế. Thì chúng ta ngồi thõng người trên ghế như này hoặc là ngồi cái ghế nó cao mà chúng ta thả lỏng cái chân của chúng ta ra ấy. Khi thả lỏng cái chân của chúng ta ra như vậy thì cái tư thế ngồi đó là tư thế ngồi thật sự là thoải mái ban đầu nhưng mà nó sẽ mang lại tác hại về sau. Bởi vì làm sao? Khi mà chúng ta buông chân thủng lủng lẳng hoặc ngả người trên ghế như vậy thì điều này nó sẽ khiến cho các cơ bắp của chúng ta nó trở nên nhạy cảm, dễ bị đau và nhanh lão hóa. Cái thứ hai nữa là khi để chân nơ lửng quá lâu nó có thể dẫn đến cái tình trạng là giảm lưu thông ở chân, nó giảm lưu thông máu huyết ở chân của chúng ta và thậm chí là giãn tĩnh mạch. Còn nếu ngả ngớn người ở trên ghế, chúng ta ngồi chúng ta ngả ngớn bên nọ ngả ngớn bên kia kiểu như con sâu đo ấy, kiểu như không có xương ấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gây căng thẳng ở trên lưng dưới, thậm chí là có thể gây tổn thương đĩa đệm cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Và tồi tệ hơn là bị thoát vị đĩa đệm, khiến cho chúng ta bị già đi rất nhiều, khiến cho cái đĩa đệm của chúng ta ấy, nó bị lão hóa, bị già rất là nhanh. Đó, tốt nhất là chúng ta nên ngồi thẳng lưng ở trên ghế, chân của chúng ta phải chạm đất, đúng không ạ? Cổ chân đầu gối chúng ta phải vuông một góc 90 độ với mặt đất, đấy là tư thế ngồi thoải mái nhất. Và lưng của chúng ta, cổ chúng ta phải thẳng. Thì cái tư thế ngồi nếu như các bạn không để ý, chúng ta sẽ rất dễ mắc vào cái bẫy gọi là bẫy thói quen. Thì trong một cuốn sách tôi có đọc đó là gì, chúng ta là nô lệ của các thói quen. Thì thay vì làm nô lệ của các thói quen xấu, ta hãy rèn cho mình cái thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Bởi vì nô lệ của thói quen tốt nó sẽ dẫn đến chúng ta đến một kết quả tốt, đó là sức khỏe tốt. Và sức khỏe tốt chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta có thể làm được nhiều ước mơ của mình, biến được nhiều cái dự định của mình thành sự thật. Các bạn nhá, chúc các bạn có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời và chúc các bạn có một tư thế ngồi thật đúng để làm sao mà chúng ta
cùng có một sức khỏe tuyệt vời, cùng nhau kiến tạo cuộc sống hạnh phúc. Tôi là Chu Quang Huy. Nếu thấy video này hay thì hãy ấn like và subscribe. Sẽ có rất nhiều video hay ở phía sau để gửi các bạn. Các bạn nha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye.